tập 9. Sao vậy đội trưởng? Đi, gọi Trường Hàn Đào đến đây cho tôi. Dân. Đợi đã, dẫn toàn bộ người nhà họ Trương đến đây. Dân. Trương huynh. Hoàng huynh à, ý gì đây? Trương huynh, đội trưởng Harukawa muốn mời anh và người nhà đến đội hiến binh uống miếng trà. Anh nói đội trưởng Harukawa muốn mời chúng tôi đúng không? Vậy đám người này của anh ta là thế nào đây? Trương huynh, anh làm gì tự anh hiểu rõ nhất. Vất vả cho mọi người rồi. Đi theo thiếu gia mọi người, cùng đến đội hiến binh một chuyến thôi. Đi đâu hả? Không sao. Hôm nay tôi sẽ để mặc anh. Đi cùng anh. Được chứ? Chú Tư, đi cùng họ thôi. Tự đi xe chúng ta. Mở cửa. Nào chú Tư. Chú Tư. Sự việc chính là như vậy. Được, tôi hiểu rồi. Báo cáo đội trưởng, Trương công tử đến rồi. Đến tay vào đi. Đội trưởng Harukawa, trưởng quan Fujino. Trương công tử, anh vào đây hình như gầy rồi. Tôi sao? Uống nhiều rượu quá đâu. Sợ rằng không chỉ đơn giản là uống rượu thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh còn tâm tình uống rượu sao? Thường dân bình thường như chúng tôi đi, có việc gì được coi là lớn chứ? Trương Hàn Đào, anh đừng diễn kịch với tôi nữa. Mấy hôm nay anh đang làm gì? Tôi nằm lòng rồi. Tôi hỏi anh, anh đến sông Tiểu Dương làm gì? Tôi đến sông Tiểu Dương để vận chuyển lô lương thực cho gia đình. Lương thực? Chỉ là lương thực à? Lẽ nào không kèm thêm 100 cây súng? Đúng là không có việc gì qua nổi mắt đội trưởng Harukawa. Anh cần súng làm gì? Tôi tặng người ta. Tặng ai? Những người che mặt đó là ai? Thổ phỉ. Anh nghe tôi nói này, đám người đó là đồng bọn của Sát Ba Phương mà anh đã bắn chết. Trương Hán Đào, hôm nay anh nhất định phải trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi. Được. Súng này được đó. Súng ngon đó. Nhìn súng này. Đương gia, súng này được đó. Lô súng kia cũng được kiểm kê rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo người mang qua. Việc này coi như xong. Này, anh nói xem Trương Hàn Đào là địch hay bạn đi. Không rõ lắm. Vừa địch vừa bạn. Sau này sẽ thế nào? Tên Trương Hàn Đào này không hề ngu ngốc đâu. Chúng ta đúng là không nên dễ dàng kết luận. Cấu kết thổ phỉ, buôn bán quân quả. Trương công tử, anh muốn làm gì đây? Đội trưởng, anh nghe tôi nói, đây chẳng phải là phiền phức anh mang đến cho tôi sao? Anh để tôi đi xác nhận Sát Ba Phương, kết quả đồng bọn của họ suốt ngày đuổi giết tôi. Tôi đang lấy súng đổi mạng mà thôi. Người ta cũng đã nói, trong 3 ngày không có súng, đầu tôi cũng sẽ được chuyển nhà.
Tại sao anh đến gặp chủ tiệm đồng? Sao anh biết chỗ anh ta có quân quả? Tôi nghe cục trưởng Lý nhắc đến chủ tiệm đồng này, chứ tôi đâu có quen anh ta. Tại sao cục trưởng Lý lại nói với anh những việc này? Anh ta đã nói với anh những gì rồi? Là như thế này, có lần tôi uống rượu cùng với cục trưởng Lý, kết quả hai chúng tôi đều say mềm, nên sau đó anh ấy đã nói tôi nghe việc mình lén mua bán quân hỏa. Sau đấy nói rằng bạn hợp tác làm ăn của anh ta chính là chủ tiệm đồng kia. Hai người họ khi ấy đã mua súng từ Nhiệt Hà gì đó về bán lại. Tôi chỉ biết có nhiêu đó. Căn cứ của đám thổ phỉ đó ở đâu? Chúng thuộc bang thổ phỉ nào? Cụ thể thì tôi không được rõ lắm, vì sau khi họ đưa tôi đến dưới núi Tiểu Hắc liền chụp mũ lên đầu tôi rồi. Đại đương gia của chúng tên gì chứ? Đại đương gia. Anh đừng nhìn tôi thế làm gì. Tên đại đương gia thật mà. Tất cả bọn họ đều gọi là đại đương gia. Tôi cũng không biết. Fujito, dân, cậu dẫn theo 100 hiến binh đi cùng với Trương công tử đây đến núi Tiểu Hắc. Thôi thôi, tôi đi làm gì? Bởi vì chỉ có anh mới biết sao quyền của chúng thôi. Đội trưởng à, vừa nãy tôi đã nói rồi, đầu của tôi bị chụp kín, tôi không biết đâu. Vậy thì dẫn đường theo cảm giác của anh. Thế là anh nói chuyện vô lý rồi. Tôi không thể tìm được. Không tìm được cũng không sao. Nếu tìm được thì tôi sẽ trọng thưởng cho anh. Có khác gì treo vịt lên giá rồi đâu. Được rồi, tôi đi. Nhưng mà chuyện đó. Cái gì? Người nhà của tôi vẫn đang bị nhốt ở đội hiến binh kia. Chuyện này thì dễ thôi. Chỉ cần điều tra rõ được việc này, tất nhiên tôi thả họ về. Thật sao? Vậy chúng ta nói lời giữ lời nhé. Xuất phát. Trương công tử, mời anh. Đi đi. Cục trưởng Hoàng. Đội trưởng, việc thẩm vấn người nhà họ Trương giao cho anh làm. Tôi không quan tâm anh dùng cách gì, nhất định phải điều tra rõ mọi việc cho tôi. Dân ạ. Dẫn anh ta ra ngoài cho tôi. Dân. Hoàng Duy Sơn, anh định làm gì? Thế nào? Muốn phản kháng hay sao? Biết đây là đâu không? Ngoan ngoãn đi. Dẫn đi. Quay lại hết cho tôi. Chú Tư. Chú Tư. Chú Tư. Cục trưởng Hoàng, quản gia Châu, phải đắc tội rồi. Cục trưởng Hoàng, anh muốn làm gì mọi người đều hiểu hết. Đừng lắm lời nữa. Cục trưởng Hoàng, quản gia đại công tử, anh nghe tôi nói được không? Tứ ca nhà chúng tôi sức khỏe không tốt, tuổi tác đã cao rồi, không chịu được dày dò đâu. Có việc gì cứ nói với tôi được không? Hỏi ông hay sao? Ông xứng chắc. Hoàng Duy Sơn. Hoàng Duy Sơn, nếu như anh dám động vào chú Tư, ông đây không tha cho anh đâu. Đóng mồm khép mồm một câu ông đây. Cái miệng giỏi quá ha. Hoàng Duy Sơn tôi đây, mỏi mắt không chờ. Họ Hoàng kia, có giỏi thì nhắm vào tôi. Anh bắt người già thì có dễ dàng gì? Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Cục trưởng Hoàng, đừng lãng phí thời gian nữa. Xin mời. Chú Tư. Tên khốn Hoàng Duy Sơn kia.
Hình như lần trước anh ta dẫn tôi đến đây xong là chùm kín đầu tôi lại. Được rồi. Đừng. Anh muốn làm gì vậy? Nghe nói anh bị đám thổ phỉ chùm kín đầu đưa lên núi hả? Làm như vậy rất có lợi cho việc anh nhớ lại lúc đó. Không. Kể cả không chùm kín đầu tôi cũng khó tìm được. Bây giờ anh chùm kín đầu tôi lại càng khó tìm hơn. Không sao, đội trưởng Hadukawa đã hứa với anh, không tìm được cũng không trách anh. Thoải mái đi. Chùm lên. Chờ đã, Tôi tự chùm được. Đi thôi. Tôi không nhìn thấy gì thì đi thế nào đi? Dẫn đi. Đi. Đương gia, Trương Hàn Đào lại đến rồi. Lần này hắn dẫn theo một đám quỷ Nhật để đến dưới chân núi rồi. Các anh em, kẻ địch đã đánh đến cửa nhà rồi. Hãy sốc dậy tinh thần cho tôi. Chúng ta sẽ đánh cho chúng trở tay không kịp. Giết. Anh em, đánh chúng. Chúng ta xông lên. Giết. Các anh em, đánh. Khốn nạn. Báo thù cho anh em Kim Khải. Báo thù. Giết. Bị mai phục rồi. Khốn nạn. Giết. Đánh. Các anh em, lên. Xông lên. Rút lui. Mau rút lui. Người anh em Kim Khải,
Lần này không tính là báo thù cho anh, cùng lắm chỉ là giải hận cho anh thôi, để chúng biết được sự lợi hại của lão lang doanh chúng ta. Các anh em, bát rượu đầu tiên này kính hai người anh em của chúng ta. Nhưng cũng đừng quá đắc ý. Lần này sở dĩ chúng ta có thể thắng được trận này là vì kẻ địch ngoài sáng, ta trong tối. Nếu như thật sự đánh thẳng mặt thì dù lão lang doanh chúng ta có gấp đôi binh lực cũng chưa chắc đã là đối thủ của kẻ địch đâu. Này này, sao anh tự dập tắt quy phong của chúng ta vậy? Tôi không có ý đó. Vậy thì anh có ý gì chứ? Nói cho anh biết, một mình tôi cũng có thể giết 10 người chúng. Đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, nhưng tin tưởng nói đúng lắm, không có gì đáng để đắc ý hết. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng đã khiến cho chúng nếm một đòn đau, xứng đáng để vui vẻ, xứng đáng để chúc mừng. Nào, rót rượu. Các anh em, cạn. Các anh em, uống rượu đi. Đại đương gia, Trương Hạng Đào này đúng là tiểu nhân âm hiểu. Dẫn đám quỷ đến Tiểu Sơn, sớm biết thế đã giải quyết hắn ngay từ đầu. Hắn ta đâu? Đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa, đã hắn chạy rồi. Đại đương gia, tôi cứ thấy chuyện này hình như không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nếu nói Trương Hạng Đào muốn để cho người Nhật xử lý chúng ta, thì lần trước lúc lấy quân quả đã có cơ hội rồi, đâu cần phải đợi đến ngày hôm nay. Anh ở phe nào vậy? Không thể không phân tích kỹ càng được. Phân tích cái gì? Tên đó quỷ kế đa đoan, ai biết được có bẫy gì. Việc này có điểm đáng ngờ. Được rồi, tạm chưa nói việc này rồi, tìm được hắn ta rồi tính. Quen mặt đó. Xưng hô thế nào đi? Đây là đại đương gia, gian danh ở núi Tiểu Hắc này. Hoặc, hoặc sinh khẩu. Đại đương gia, anh gọi tôi đến đây có chuyện gì? Trương công tử, nhanh quên thế. Tôi nhớ lúc chúng ta ở lão làng danh có mối nợ cũ thì phải. Đúng là như vậy. Có nợ thì phải có trả chứ. Hôm nay anh phải giúp tôi một chuyện đó. Chuyện gì? Tôi gọi anh đến đây là muốn anh chuyển lời này cho người Nhật. Chuyển lời cho người Nhật sao? Dễ thôi. Gì thế? Anh đó, về nói với người Nhật, hoặc sinh khẩu tôi đồng ý đầu hàng. Chỉ cần cho tôi địa bàn và vũ khí, tôi sẽ làm việc cho người Nhật. Sau này chuyện lớn chuyện nhỏ của thành Tân Đảo thì tôi sẽ quản lý cho họ. Đại đương gia, anh đang làm đại dương ở núi Tiểu Hắc này không tốt hay sao? Tự dưng đi dựa dẫm vào người Nhật làm cái gì? Trương công tử, anh giả ngủ với tôi đấy sao? Hôm nay anh tới đây làm gì? Diệt thổ phỉ. Tôi mà không dựa dẫm người Nhật, chẳng lẽ đợi anh dẫn chúng đến diệt tôi hay sao? Nghe lời của anh nói kìa. Việc này dễ thôi. Tôi hứa với anh đó, tôi sẽ làm giúp anh. Thế nào? Được. Trương công tử đồng ý sảng khoái lắm. Đừng gài bẫy gì tôi nhé. Anh nói gì thế? Sao vậy được? Được. Người đâu? Tháo dây trói cho Trương công tử đi. Đưa anh ta xuống núi. Dừng. Vậy tôi cáo từ trước. Vất vả rồi. Đại đương gia, anh bắt tên nhóc đó chỉ vì việc này thôi sao? Chúng ta dựa dẫm người Nhật thật sao? Này nhóc, cậu chưa rõ tình hình bây giờ hay sao? Mấy khẩu súng nát của chúng ta đánh được lại người Nhật hay sao? Chắc chắn là không đánh lại được rồi. Nhưng mà chẳng phải phía lão lang danh đã đồng ý cho chúng ta 60 khẩu súng rồi hay sao?
60 khẩu súng là cái quái gì? Người Nhật có máy bay thả bom đấy. Chúng ta không đầu hàng Nhật thì máy bay thả bom kia sẽ rơi vào đầu chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng đầu hàng người Nhật thì sẽ có người Nhật chống lưng cho chúng ta. Đến khi ấy cưới được Hoài Hoa rồi thì núi Tiểu Hắc này chẳng phải sẽ nghe lời chúng ta sao? Siêu Đại đương gia quá giỏi rồi. Thôi Tà Nhãn tôi sao lại không nghĩ ra được. Mã Vân Chim, Mã đại đương gia của Song Sơn, đầu hàng người Nhật đã được phong làm tổng tư lệnh dẹp thổ phỉ của Liêu Bắc. Tôi đây mà đầu hàng người Nhật vậy chẳng phải sẽ thành tổng tư lệnh dẹp thổ phỉ của Liêu Nam sao? Đúng chưa? Đúng. Đại đương gia cao siêu quá. Quá siêu. Cố lên, không sao đâu. Giữ chặt, giữ chặt, giữ chặt đi. Giữ chặt, cố gắng lên. Dìu cậu ta qua đó. Ai phụ trách ở đây? Báo cáo, lập tức đưa thương binh đến bệnh viện lớn Tân Hà, kịp thời cứu chữa. Lập tức, dân. Đội trưởng. Đội trưởng. Hai mươi chín binh sĩ hy sinh rồi. Cô định giải thích thế nào đây? Đội trưởng à, thuộc hạ vô dụng, xin ngài trách tội. Nếu như họ hy sinh trên chiến trường thì đó là vinh quang của họ. Nhưng mà hiện giờ là hy sinh trong tay đám thổ phỉ kia, một đám ô hợp khốn nạn. Dừng. Tiểu đội trưởng, anh mau qua đây xem này. Phía trước có người. Đứng lại. Không được đi tiếp. Lôi hắn xuống cho tôi. Trời ơi, Trương công tử, anh làm sao vậy? Mau mau, mau đưa tôi đi gặp đội trưởng Harukawa. Mau, cởi trói cho Trương công tử đi. Hai lần trốn được khỏi sào quyệt của thổ phỉ, anh cũng giỏi đấy. Giỏi thật luôn đó. Dạ không phải đâu. Đội trưởng, anh nghe tôi giải thích. Anh không cần giải thích với tôi. Hành động lần này tôi đã mất đi 29 binh sĩ. Họ đều là dũng sĩ. Là dũng sĩ lấy một chọi 10. Họ đã hy sinh rồi. Anh giải thích thế nào đi. Người đâu? Lôi anh ta xuống trại cải tạo. Không, không. Đội trưởng Harukawa, chúng ta có gì từ từ nói. Đi theo tôi. Đi theo tôi. Đội trưởng Fujito muốn gặp anh. Ăn đi. Được. Cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị thịt niêu của anh rồi.
Đội trưởng Hadukawa, sao thịt lại đắng vậy? Tôi đã bỏ mật đắng vào trong đấy. Người như các anh nấu thịt niêu đều thích cho cái đó vào sao? Quả đắng mình tự ủ, bản thân phải tự nếm. Ý gì vậy chứ? Tôi đã quá coi thường thực lực của đám thổ phỉ đó. Kết quả đã tổn thất mất 29 binh sĩ. Đây là quả đắng tôi tự gây ra. Mà anh khiến quản quân Nhật Bản chúng tôi chịu tổn hại khá lớn. Đây chính là quả đắng mà anh tự chuốc lấy. Đây là sự trừng phạt của anh. Tùy thế trước mặt thất bại, chúng ta đều bình đẳng. Ăn đi. Đội trưởng Hadukawa, anh nói như vậy tôi thấy không hợp cho lắm đâu. Nếu như anh đã muốn khăng khăng nói tôi đã chuốc lấy quả đắng gì đó, thì tôi thấy quả đắng của tôi phải là hôm đó tôi không nên đến Ngọc Phượng Đường gì đấy. Nếu tôi không đi, anh cũng không thể bắt tôi chỉ điểm sát ba phương nào đó. Như vậy thổ phỉ cũng không thể bắt tôi lên núi, bắt tôi giải quyết quân quả. Anh cũng không thể ép tôi dẫn binh đi dẹp thổ phỉ, đúng không? Trương tiên sinh, ngày kia thân vương điện hạ của đế quốc Đại Nhật Bản sẽ đến thị sát Tân Đảo đó. Ông ấy muốn xem thử Tân Đảo của tôi có trị an tốt đến mức nào. Tôi vốn định dùng việc này, việc thổ phỉ để báo cáo, chứng minh với thân vương điện hạ rằng trị an của thành thị Phạm tôi đây danh xứng với thực. Mà anh cũng có thể được đeo lên quy chương công dân chuẩn mực, được thân dân điện hạ triều kiến. Nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ rồi. Tôi không chỉ không được dễ dàng trước mặt thân dân điện hạ, mà còn bị quân bộ truy vấn cái chết của 29 binh sĩ kia. Mà đối với anh mà nói, anh cũng phải trả giá vì hành động của mình. Đây là bữa cơm cuối cùng của anh rồi. Không phải chứ, đội trưởng Hadukawa. Như thế này nha, anh đau lòng vì mất đi 29 binh sĩ, tâm trạng không tốt, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà chúng ta việc gì ra việc đó đi. Nói thật, việc này của anh không thể trách tôi được, có đúng hay không? Khi ấy tôi đã nói không thể đi được, tôi không tìm được đường đâu, mà anh cứ bắt tôi phải đi. Chẳng phải đều do anh sắp xếp hay sao? Cuối cùng tôi còn bị thổ phỉ bắt mất. Khó khăn lắm tôi mới trốn thoát được ra ngoài. Tôi vất vả giữ lại cái mạng của mình, mà bây giờ anh muốn giết tôi là sao? Lại còn bảo đây là bữa ăn cuối cùng của tôi. Nghe có hợp lý hay không? Thì anh vẫn đang sống đó thôi. Chẳng phải anh về đây rồi hay sao? Anh cứ như thần tiên vậy, nói về là về được. Vậy còn 29 binh sĩ của tôi thì sao? Họ mãi mãi phải ở núi Tiểu Hắc, trở thành âm hồn dạ quỷ, không thể quay về quê hương. Anh nói coi, như vậy phải làm sao đây? Người đâu? Lôi xuống. Khoan đã. Đội trưởng Hadukawa, tôi có tin tốt này cần nói cho anh biết đây. Tin tốt gì chứ? Nhưng mà cũng không đổi lại được 29 binh sĩ của tôi đã hy sinh. Không phải, ngài cứ nghe tôi nói đi. Là như thế này, qua sinh khẩu của núi Tiểu Hắc định quy hàng ngày. Ngày nghe tôi nói, số lượng người ngựa của ngài không ít hơn doanh trại Lão Lang là mấy. Anh ta đã hứa rồi, chỉ cần ngài cho anh ta vũ khí đạn dược và cả địa bàn, anh ta sẽ lập tức đưa người và ngựa qua làm việc cho ngài. Ngài đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thật mà. Câu nào của tôi cũng là thật. Nếu ngài không tin lời tôi sẽ dẫn ngài đến đó, được không? Trương tiên sinh, đáng tiếc quá. Tôi sẽ không bao giờ tin lời nói dối của cậu nữa đâu. Lôi đi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Ngài có biết hay không? Đội trưởng. Đội trưởng Hadukawa, với quan hệ của chúng ta, ngài cần gì phải làm đến mức này chứ? Ngài lại còn Trương tiên sinh, bây giờ dù cậu nói bất cứ điều gì đi nữa thì tôi cũng không tin cậu đâu. Tôi không quan tâm cậu là đảng cộng sản hay thổ phỉ nữa. Dù cậu có nói thật
cũng không còn ý nghĩa gì với tôi. Cậu bắt buộc phải trả giá cho những binh sĩ đã hy sinh của tôi. Trước khi chết, còn gì muốn nói thì mau nói đi. Không phải đội trưởng Hanukawa, là như thế này, tôi thực sự cũng rất tiếc nuối cho cái chết của 29 binh sĩ kia. Nhưng mà vừa rồi ngài nói tôi có quan hệ với đảng Cộng sản và thổ phỉ thì thật sự oan uổng cho tôi quá, đúng hay không? Tôi chỉ là một người làm kinh doanh thôi, tôi đã làm biết bao nhiêu việc cho ngài rồi, tôi còn giúp cho ngài điểm mặt sát ba phương nữa mà. Sau đó tôi còn đánh vào nội bộ của thổ phỉ giúp ngài chuẩn bị thi hành. Không phải chứ? Đội trưởng Hanukawa, đội trưởng Hanukawa, đội trưởng Hanukawa, nghe tôi nói đi. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Chuẩn bị. Lên đồng. Bắn. Trương Hàn Đào, cảm giác cái chết thế nào chứ? Tôi hy vọng tiếp theo đây việc đàm phán của cậu và Hoàng Sinh Khẩu sẽ không xảy ra sai sót gì hết. Mang đến cả rồi. Anh xem kìa, có tí chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phiền anh mang đến tận đây. Anh thật là. Chỗ anh tên kiểu gì thế? Mụ lĩnh. Chỗ các anh thường xuyên có đám người không rõ lai lịch ra ngoài đánh bạc, đúng hay không? Trời đất ơi, anh thiệt tình. Kiểm số lượng đi. Không cần, không cần đâu. Tôi tin anh. Chúng ta có khác gì người nhà đâu. Dừng đi. Ai là người nhà với anh chứ? Việc này kết thúc ở đây đi. Đã đưa súng đến cho anh rồi đấy. Sau này bớt nói lời nhảm nhí đi. Trước mặt của đại đương gia nhà chúng tôi. Nhớ chưa? Xin cáo từ. Cái người này vênh mặt với tôi hả? Nói cho anh biết, có một ngày tôi sẽ leo lên đầu của anh ngồi đó. Quỳ xuống mà dập đầu đi. Nhìn cái gì? Chuyển đi. Đúng rồi, đúng rồi, chuyển vào đi. Quản gia Châu, chúng ta cũng coi như người quen cũ của nhau. Tính ra anh cũng tính là trưởng bối của tôi. Cùng trưởng Hoàng, có gì nói thẳng ra đi. Được. Quản gia Châu đúng là người sảng khoái. Vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi hỏi anh, rốt cuộc tại sao Trương Hàn Đào lại giao 100 khẩu súng cho thổ phỉ chứ? Cái đám thổ phỉ trên núi Tiểu Hắc, nói là đồng bọn của sát ba phương gì đó, bắt bạch lộ cô nương đi mất, quy hiếp thiếu gia của chúng tôi, ép trong vòng 3 ngày phải đưa được 100 khẩu súng đến. Nếu không thì giết chết cậu ấy để báo thù cho sát ba phương. Này cục trưởng Hoàng, việc này chẳng phải tôi đã nói với anh nghe rồi hay sao? Anh phải nhớ chứ. Được rồi, học thuộc tốt lắm. Anh biết không, anh và Trương Hàn Đào nói không chệch nhau một chữ nào hết. Cục trưởng Hoàng, nếu như anh chỉ muốn nghe lời anh thích thì phiền anh viết ra giấy cho tôi mang về để học thuộc lòng đi. Tôi sợ là không nhớ nổi. Tuổi tác cao rồi, trí nhớ cũng kém lắm. Đúng là đại quản gia của Trương phủ, cái miệng mồm mép lắm. Bây giờ anh đừng có quên anh đang ở đâu. Được rồi, quản gia Châu. Quản gia Châu, anh xem mình cũng cả một bó tuổi rồi,
tôi cũng không muốn anh phải chịu khổ đâu. Chỉ cần anh chịu nói thật thì tôi sẽ không làm khó cho anh. Cục trưởng Hoàng, tôi nói thật anh không chịu nghe tôi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Quản gia Châu, nếu anh vẫn giữ thái độ này thì đừng trách tôi. Đương gia, xe của Thân Dương chiều nay sẽ đến phụ Tân rồi. Các anh em chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm đi, các anh em đã mai phục sẵn ở trạm xe lửa rồi. Lần này hắn có một cánh cũng không thoát đâu. Năm đó nếu không phải hắn hạ lệnh vây khốn chúng ta thì lão hồ đoàn chúng ta cũng không đến mức phải đến nơi hoang du này xưng dương. Đương gia còn gì giao phó hay không? Đại Ba Lạc, anh và Nhân Tinh Tử cũng phải chuẩn bị đi tiếp ứng rồi. Đoàn xe của Thân Dương chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt trường hợp xấu nhất. Bằng mọi giá phải giết được Thân Dương. Tôi phải khiến cho tên khốn nạn đó nợ máu đền máu. Xông lên! Xông lên! Cẩn thận. Mọi người để ý lẫn nhau đi. Nhân Tinh Tử, anh moi đâu ra tin giả vậy? Thân Dương không hề ở trên xe, hại chúng ta chết uổng mất bao anh em. Tỉnh lại đi, đừng ngủ. Lần này thực sự phải trách tôi. Tôi đã phán đoán sai lầm rồi. Bọn Nhật này, một câu trách phải trách anh là xong hay sao? Về rồi, chúng ta phải ăn nói sao với đại đương gia đi. Anh nói đi, đừng cãi nhau nữa mà. Mai táng cho các anh em trước đi. Các anh em đi. Đương gia, cô đã ngồi cả đêm rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Những anh em bị thương nhất định phải chữa khỏi cho họ đó. Các huynh đã mất thì gửi cho họ ít tiền vàng đi. Nhưng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phần lớn trong số họ không phải em trong đoàn lão hổ chúng ta, đều là những người gia nhập sau này. Không nhất thiết phải báo thù cho chúng ta mà lại chết oan uổng như vậy. Là tôi có lỗi với họ. Đương gia, đừng buồn nữa mà. Đương gia, Đương gia, có thư của chủ tiệm thôi. Thư Dương Nhật Bản đã đến Tân Đảo rồi. Chúng đi từ đường biển vào. Chúng ta bị lừa thật rồi. Đương gia, cơ hội hiếm có, tôi lập tức đi triệu mọi người. Này, Đại Ba Lạc, anh làm gì vậy hả? Đã chết bao nhiêu anh em rồi, lẽ nào anh còn muốn đi vào chỗ chết hay sao? Được rồi, các anh về trước đi. Tôi muốn ở đây yên tĩnh một mình.
Đội trưởng, đội xe của Thần Dương hôm qua đã bị tập kích ở bến xe. Tôi đã biết rồi. Quả nhiên chúng dám ra tay với Thần Dương. Đã điều tra được ai làm chưa? Hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng mà từ tình hình hiện trường có thể thấy đối phương bị thương vong nghiêm trọng. Chúng sẽ không cam chịu đâu. Đề cao cảnh giác an toàn của Tân Đảo. Phải đảm bảo sự an toàn của Thần Dương. Dân. Rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi? Tìm từ sáng sớm đến giờ vẫn không thấy. Sốt ruột chết đi được. Như tin tử cô không nói tiếng nào hết. Trời ơi, phía anh thế nào? Không thấy đâu.